chương trình thời sự của đài phát thanh Long An. Kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình thời sự chiều nay thứ sáu, ngày 18 tháng 11 năm 2016 của đài phát thanh Long An. Phần tin trung tỉnh mở đầu chương trình có những thông tin đáng chú ý sau. Hội đồng Nhân dân quyền Đức Hòa khóa 11, nhiệm kỳ 2016-2021, tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn giữa hai kỳ họp. Ban chăn quá xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh khảo sát tại thị xã Kiến Tường, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri thành phố Tân An trước kỳ họp lần thứ tư, sau đó là phần tin trong nước và thế giới. Hội đồng nhân dân huyện Đức Hòa khóa 11, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn giữa hai kỳ họp. Tham dự có ông Nguyễn Văn Đoạn, Phó Bí thư huyện ủy, ông Trần Văn Lành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và các phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. Tại phiên chất vấn lần này, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, Tổ trưởng các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện trưởng các bang hội đồng nhân dân quyền đã nêu những câu hỏi chất vấn về các lĩnh vực như quản lý trật tự xây dựng, chợ tự phát, ô nhiễm môi trường, trật tự xã hội trên địa bàn quyền. Ông Nguyễn Minh Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quyền, trưởng phòng tài nguyên môi trường, trưởng phòng kinh tế hạ tầng quyền đã trả lời từng vấn đề cụ thể trên tinh thần thẳng thắn trách nhiệm. Trong đó có nêu lên hiện trạng, nguyên nhân và giải pháp khắc phục những hạn chế bất cập trong thời gian tới nhất là đối với 78 trường hợp xây dựng trái phép, không phép trên địa bàn quyện do Thường trực Hội đồng Nhân dân quyền ghi nhận. Thông qua phần chất vấn truy vấn của các đại biểu Hội đồng Nhân dân quyền đã làm rõ nâng cao trách nhiệm của đơn vị và cá nhân người đứng đầu trong việc để xảy ra sai phạm kéo dài phiên chất vấn và trả lời chất vấn giữa hai kỳ họp với 6 lĩnh vực trọng tâm và 5 ý kiến truy vấn đã đáp ứng mong mỏi của cử tri cũng như đại biểu Hội đồng Nhân dân quyền đối với các vấn đề nóng bỏng bức xúc tại quyền Đức Hòa trong thời gian qua. Ban văn hóa xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh đã làm việc với Quỹ ban Nhân dân thị xã Kiến Thường về kết quả thực hiện nhiệm vụ văn hóa xã hội năm 2016. Ông Đặng Thanh Bình, trưởng ban văn hóa xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, Báo cáo vừa làm việc cho biết, Chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn quả chuyển biến cả chiều rộng và chiều sâu, có 38 trên 38 ấp khu phố đã xây dựng và thực hiện tốt quy ước cộng đồng, trên 97% hộ đạt các tiêu chuẩn gia đình văn hóa, 100% tổ dân phố thực hiện tốt quy ước khu dân cư. Trên lĩnh vực giáo dục mạng lưới trường lớp và quy mô giáo dục tiếp tục phát triển, duy trì mức đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Có 7 trên 8 xã phường đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học, đạt tỷ lệ 87,5%. Phấn đấu đến năm 2020, toàn thị xã có 100% đơn trị đạt chuẩn phổ cập giáo dục. 15 trên 22 trường đạt chuẩn quốc gia. Chất lượng khám chữa bệnh ngày càng được nâng lên. Công tác xây dựng xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế, đảm bảo theo lộ trình. Hiện có 3 trên 7 xã phường được công nhận ngành thương binh xã hội kết hợp với trường trung cấp nghề Đồng Tháp 10 mở các lớp tập quấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về phòng và trị bệnh cho gia súc gia cầm, kỹ thuật trồng rau an toàn được 3 lớp với 89 học viên tham gia. Phát biểu tại buổi khảo sát, ông Đặng Thanh Bình, trưởng ban văn hóa xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh, tiếp thu các ý kiến kiến nghị của thị xã gửi lên các cấp có thẩm quyền để xem xét giải quyết. Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đơn vị số 5 gồm các ông Trần Kim Lân, Trương Giang Nghị đã có buổi tiếp xúc với trên 50 cử tri phường 3 thành phố Tân An trước kỳ họp lần thứ tư. Tại buổi tiếp xúc, cử tri bức xúc về tình trạng ô nhiễm môi trường ở một số nơi vẫn chưa giải quyết triệt để. Các dự án quy hoạch treo gây bức xúc cho các hộ sinh sống nơi đây, nhất là khu dân cư ADC thuộc phường 3. Người dân khu phố 2 rất bức xúc tình trạng chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường, đề nghị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh cần giải quyết triệt để. Đoạn đường 827A, đoạn phường 3 vẫn còn một hộ chưa giao đất làm lề, gây mất vẻ mỹ quan đô thị đã trên 10 năm nay. Cử tri phường 3 cũng đề nghị thành phố và tỉnh cần giải quyết. Việc những cây bị ngã nghiêng gây mất vẻ mỹ quan đô thị đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố có hướng giải quyết nhiều cử tri đề nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố sớm thi công những công trình còn đang dở dang trên địa bàn thành phố để tạo dễ mỹ quan đô thị. Điện lực thành phố Tân An khắc phục tình trạng dây điện bị bong tróc tại khu phố 2, phường 3, thành phố Tân An. Ông Trần Kim Lân, thay mặt Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đơn vị số 5, đã tiếp thu giải trình một số vấn đề mà các cử tri thắc mắc, đồng thời ghi nhận những ý kiến kiến nghị của bà con cử tri hứa sẽ phản ánh lại trong kỳ họp lần thứ tư Hội đồng Nhân dân tỉnh sắp tới. Hội đồng Nhân dân quyền thủ thừa tổ chức phiên giải trình lần thứ nhất giữa hai kỳ họp thứ hai và thứ tư của Hội đồng Nhân dân quyền thủ thừa khóa 11, nhiệm kỳ 2016-2021, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Nhân dân quyền khóa 11. Ông Dương Giang Tuấn, Bí thư quyền quỹ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân quyền chủ trì hội nghị. Hội nghị được nghe Quỹ ban Nhân dân quyền thủ thừa báo cáo dịp diệt giải trình các ý kiến kiến nghị của cử tri, đại biểu trước kỳ họp thứ hai Hội đồng Nhân dân quyền khóa 11 tập trung vào các vấn đề như thực hiện nghị quyết số 02 của quyền ủy về phát triển đàn bò thịt, cần phân bổ chi tiêu cho các xã thị trấn phù hợp, việc xử lý nước thải trong quá trình bơm cát tại khu công nghiệp Long Hậu, Hòa Bình, ảnh hưởng đến sản xuất của nhân dân, khảo sát, đánh giá thực chất hộ nghèo và các chế độ chính sách có liên quan, việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo cận nghèo, việc thực hiện chính sách chế độ với người lao động vì hiện nay một số doanh nghiệp trên địa bàn còn nợ và chậm đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội cần có biện pháp xử lý kịp thời các trường hợp kinh doanh lấn chiếm lầu giới, việc xây dựng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông của các hộ dân trên tuyến đường tỉnh 818 gần khu công nghiệp Long Hậu Hòa Bình, vấn đề ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi và một số vấn đề có liên quan khác cũng được giải trình tại kỳ họp. Kết luận hội nghị, ông Trương Giang Tuấn, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện đề nghị các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân quan tâm nắm chắc tình hình ở địa phương, theo dõi các ý kiến kiến nghị, báo cáo kết quả, thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của người đại biểu trên địa bàn phụ trách. Ban An toàn Giao thông thành phố Tân An tổ chức lễ tưởng niệm nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông năm 2016. Ông Quỳnh Giang Nhịnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Tân An đến dự. Tại thành phố Tân An, tính đến ngày 1 tháng 11 năm 2016, trên địa bàn thành phố Tân An xảy ra 54 vụ tai nạn giao thông, làm chết 22 người, làm bị thương 41 người, so với cùng kỳ năm 2015 giảm 3,57% về số vụ, giảm 24,07% về số người bị thương. Tất cả số vụ đều là tai nạn giao thông đường bộ, không xảy ra trường hợp tai nạn đường thủy. Trong số đó, tai nạn nghiêm trọng 23 vụ làm chết 22 người, bị thương 5 người. Mặc dù tai nạn giao thông đã được kéo giảm trên địa bàn, nhưng số vụ tai nạn giao thông và số người chết vẫn ở mức cao và tai nạn giao thông đang là vấn đề nhức nhối của xã hội hiện nay. Ban an toàn giao thông huyện Cần Giuộc cũng đã tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2016. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quyện Nguyễn Phúc Hùng cùng đại diện các ban ngành đoàn thể, đoàn thanh niên, học sinh trên địa bàn quyện đến dự. Theo số liệu thống kê của Ban An toàn Giao thông quyện, từ đầu năm đến nay trên địa bàn quyện đã xảy ra 20 vụ tai nạn giao thông, làm chết 13 người, bị thương 21 người, tài sản thiệt hại hàng trăm triệu đồng. Những đau thương mất mát mà mỗi gia đình nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông phải gánh chịu là rất lớn. Những di chứng sau những vụ tai nạn giao thông để lại luôn kéo dài hưởng ứng ngày tưởng niệm nạn nhân tai nạn giao thông, ban an toàn giao thông huyện Tân Thạnh phối hợp cùng chính quyền địa phương, xã Tân Hòa, Nhân Ninh và thị trấn Tân Thạnh đã tổ chức thăm hỏi và động viên các gia đình của nạn nhân bị tử vong do tai nạn giao thông. Đoàn đã đến thăm gia đình của các nạn nhân gồm Đặng Giang Úc Em, Ngô Văn Trung ở xã Tân Hòa, Bùi Hiếu Nhân ở xã Nhân Ninh, Phan Hưng ở thị trấn Tân Thạnh. Đây là các nạn nhân của các vụ tai nạn giao thông đã xảy ra trên địa bàn huyện Tân Thạnh trong năm 2016 có hoàn cảnh khó khăn. Đoàn đã gửi tặng mỗi gia đình 1 triệu 500 ngàn đồng, chia sẻ sâu sắc nỗi đau mất mát của các gia đình có người thân bị nạn nhân tai nạn giao thông, mong muốn các gia đình vượt qua nỗi đau để khắc phục khó khăn trước mắt. Phong trào thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được công đoàn giáo dục phát động từ nhiều năm qua. Từ cuộc vận động trên, ngành đã cụ thể quá qua những cuộc vận động của ngành ở quyện Bến Lức như Mỗi thầy cô là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo, gắn với phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực với khẩu hiệu hành động tận tâm, tận tụy, tận lực tất cả vì học sinh thân yêu. Qua hơn 5 năm triển khai thực hiện, cuộc vận động cán bộ giáo viên và công đoàn viên đã chuyển biến về nhận thức, tinh thần và hành động. Đội ngũ nhà giáo yêu ngành, yêu nghề, yên tâm công tác, thương yêu học sinh, tận tâm tận tụy trong giảng dạy. Từ nền tảng này, hiện nay đội ngũ nhà giáo tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Về phía nhà trường, các trường đã bám theo 6 nhiệm vụ trọng tâm của phong trào thi đua và khi thực hiện có sự vận dụng linh hoạt, sáng tạo phù hợp với đặc điểm của từng trường. Cô Nguyễn Thị Cầm, hiệu trưởng trường tiểu học Mai Thị Non cho biết: việc "Mà thực hiện chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh." trong nhiều năm qua rồi chúng tôi đã tổ chức à, cho giáo viên và học sinh à, thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và duy trì cái phong trào kể chuyện à, trong các buổi sinh hoạt đầu tuần để cho giáo viên và học sinh à, mỗi ngày có thêm một cái việc làm tốt và theo bác ở một số trường trung học phổ thông các trường chỉ đạo giáo viên cùng nhau bàn bạc thảo luận và đi đến thống nhất kế hoạch giảng dạy triển khai dạy theo chuẩn kiến thức kỹ năng và điều chỉnh chương trình dạy học. Ngoài ra, Ban giám hiệu còn chỉ đạo giáo viên thực hiện vận dụng đổi mới phương pháp dạy, kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh. Từ phong trào đã tạo bước chuyển biến mới về nhận thức nhằm nâng cao chất lượng thi đua yêu nước của ngành trong giai đoạn mới hiện nay. Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên Quyền Cần Đức phối hợp với trường Đại học Trà Vinh và trường Trung cấp Việt Nhật tuyển tổ chức lớp khai giảng đại học từ xa ngành luật khóa Năm 2016, lãnh đạo địa phương đại diện các trường đến dự, lớp học có hơn 60 học viên là cán bộ công chức học sinh địa phương tham gia lớp có các đối tượng, đối tượng trung học phổ thông, thời gian đào tạo từ 4 đến 6 năm, trung cấp đại học từ 2 năm rưỡi đến 3 năm, học viên học thông qua hình thức trực tuyến, trong đó 20% đến 30% số tiết học viên được giáo viên trực tiếp giảng dạy về chuyên môn. Sau đây là phần tin trong nước và thế giới. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Trần Thanh Nam đã tiếp và làm việc với đoàn cán bộ Tổng cục Kiểm dịch Trung Quốc về việc kiểm dịch thực vật đối với gạo của Việt Nam để xuất khẩu sang Trung Quốc. Tại buổi làm việc, ông Hoàng Trung, Cục trưởng Cục Bảo vệ Thực vật khẳng định: "Từ năm 2004 đến nay, Việt Nam không có hai loại tuyến trùng mà phía Trung Quốc đưa ra yêu cầu kiểm dịch. Hiện nay, Cục Bảo vệ Thực vật vẫn duy trì giám sát thường xuyên đối với hai loại tuyến trùng này." về việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật cục bảo vệ thực vật đã phối hợp với các địa phương hướng dẫn nông dân doanh nghiệp sử dụng đúng thuốc trong danh mục đảm bảo nguyên tắc bốn đúng nhằm phòng trừ dịch hại hiệu quả và không để tồn dư thuốc bảo vệ thực vật trên sản phẩm đại diện bộ công thương cho biết chính phủ việt nam xác định kinh doanh xuất khẩu gạo là ngành nghề kinh doanh có điều kiện và đã ban hành nghị định về kinh doanh xuất khẩu gạo theo đó thương nhân xuất khẩu gạo phải có kho chứa chế biến theo tiêu chuẩn Việt Nam. Theo đại diện Bộ Công Thương, đoàn Trung Quốc sẽ phải kiểm tra 31 doanh nghiệp xuất khẩu gạo của Việt Nam nhằm đánh giá khách quan để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam có điều kiện tiếp tục duy trì xuất khẩu gạo sang Trung Quốc ổn định trong thời gian tới. Bốn ngành công nghiệp trọng yếu của thành phố Hồ Chí Minh gồm cơ khí, điện tử, công nghệ thông tin, hóa chất, nhựa cao su và chế biến tinh lương thực thực phẩm đang cần lao động. Ông Trần Xuân Hải, giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trước nhu cầu phát triển và tạo bước đột phá trong bốn ngành công nghiệp mũi nhọn của Thành phố Hồ Chí Minh, mới đây lần đầu tiên một sàn giao dịch việc làm phục vụ cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực này được tổ chức. Đặc biệt các trung tâm giới thiệu việc làm của thành phố phối hợp với các trường đại học đã nhắn tin trực tiếp tới 2.000 sinh viên vừa tốt nghiệp của bốn ngành trên. Những lao động đang thất nghiệp thuộc các ngành này cũng được báo tin đến phỏng vấn, gặp gỡ trực tiếp doanh nghiệp để tìm việc làm mới phù hợp. Đa số các doanh nghiệp cần kỹ sư, các ngành, điện, điện tử, công nghệ thông tin, cơ khí, quả hữu cơ, vô cơ với mức lương từ 8 đến 21 triệu đồng một người một tháng. Đồng thời tuyển dụng nhiều vị trí thiết kế, lập trình phần mềm, quản lý chất lượng, quản lý sản xuất với mức lương từ 7 đến 18 triệu đồng một người một tháng. Không chỉ có mức lương cạnh tranh, nhiều doanh nghiệp còn đưa ra chế độ thưởng, phúc lợi tốt. Điểm chung của các doanh nghiệp thuộc 4 ngành công nghiệp trọng yếu của thành phố Hồ Chí Minh là luôn cần lao động có tay nghề, có kỹ năng làm việc và biết ngoại ngữ hãng Sputnik dẫn lời tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ Đô đốc Harry Harris tuyên bố Washington sẽ duy trì cam kết đối với các đồng minh tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Mặc dù bày tỏ quan ngại về những phát biểu gần đây của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte, Đô đốc Harris khẳng định các mối quan hệ quân sự giữa Mỹ và Philippines sẽ không bị ảnh hưởng đồng thời nhấn mạnh hiện vẫn chưa có bất kỳ thay đổi nào từ phía Philippines, dù Tổng thống Duterte từng tuyên bố sẵn sàng yêu cầu quân đội Mỹ rút khỏi các căn cứ của nước này. Tuyên bố của Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương Mỹ được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện lo ngại về chính sách đối ngoại của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump. Chưa bao giờ áp lực bài trở lại trở thành đề tài nóng được tranh luận ở nhiều nơi trên thế giới như hiện nay, khi Phần Lan, đất nước có hệ thống giáo dục thành công hàng đầu thế giới đang loại bỏ phương pháp dạy học theo môn học, truyền thống, để thay thế bằng dạy học theo hiện tượng hay chủ đề. Thì tại Tây Ban Nha, cuối tuần qua, hàng ngàn phụ huynh học sinh ở 12.000 trường công trên toàn quốc đã xuống đường nói không với làm bài tập về nhà cho học sinh vào cuối tuần. Liên minh Hội Phụ huynh Tây Ban Nha cho rằng, ngành giáo dục nước này bị phụ thuộc quá nhiều vào phương pháp truyền thống theo kiểu học dạc, ghi nhớ máy móc, do bài tập về nhà nhiều gây bất lợi cho trẻ em. Theo dữ liệu, chương trình đánh giá học sinh quốc tế PISA của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế, học sinh Tây Ban Nha phải dành 6,5 giờ một tuần để làm bài tập về nhà, nhưng kết quả môn toán, tập đọc và môn khoa học lại không tốt hơn các nước khác. Trong khi đó, nhóm 38 nước khác, học sinh dành trung bình 4,9 giờ một tuần thì lại thể hiện các môn này tốt hơn. Giờ đó là chương trình thời sự buổi chiều của Đài Phát Thanh Long An. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt.